Vì trường ăn hôm nay Sơn Ngọc xin chia sẻ đến cho anh em và các bạn cái cách bọc của yên xe máy nói chung và cái cách bọc của yên của xe jam hôm nay mình làm video nói riêng, để anh em và những người bạn cùng nhau ta áp dụng cách bọc của yên xe máy đơn giản này của mình. Thì với nhiều anh em thợ thì ta cũng đã biết cái cách bọc của yên xe máy rồi, thì xem video giúp cho mình. Còn với những anh em thợ mà ta đang học nghề thì ta xem những các video này có thể là tham khảo cái cách bọc của yên đơn giản này của mình. Ta sẽ kéo trước một đầu và ta bắn ghim vào, sau đó thì ta sẽ kéo đầu còn lại như này để cho nó đều cái vỏ yên ra, tránh cái tình trạng là bị lệch. Thì các bạn bọc xong thì nhìn cái vỏ yên thì nó rất chi là xấu luôn. Đây cũng là một cái mẹo hay là những các cái cách làm mà đơn giản thực tế trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình, hy vọng có thể đã giúp cho anh em và những người bạn hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình. Đây, sau đó thì ta sẽ kéo đều hai hông ra, ta ghim đinh lại nhằm cái mục đích là để cho nó đều cái vỏ yên, để cho nó phẳng, nó đẹp. Thì trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình nó sẽ bao gồm có hai phần, một phần là về lý thuyết, còn một phần là về thực hành, bắt đầu từ những cái video đơn giản nhất, hy vọng có thể được truyền tải tới cho anh em và những người bạn của mình hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình, bắt đầu từ những các cái dòng xe William thông dụng như này tới những các cái dòng xe tay ga cao cấp, từ những các cái video hướng dẫn hay video chia sẻ về cái cách sửa chữa xe máy, hay những các cái mẹo nữa, cách ban bệnh tìm bệnh đơn giản để giúp cho anh em và những người bạn của mình rút ngắn được cái thời gian tìm bệnh cho xe. Thì anh em và các bạn xem những các cái video này, nếu như mà thấy hay và hữu ích cho những người bạn thì ấn like đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những các cái video mới trong kênh, nhằm mục đích là kết nối yêu thương tới toàn thể các anh em và những người bạn của mình. Thì anh em và những người bạn lưu ý giúp cho mình thì mình cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook hoặc số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thì anh em nào ta đang học nghề hay ta mới vào nghề, ta gặp những cái tình trạng khó khăn về cái lĩnh vực về sửa chữa xe máy thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình cho mình. Thì mình giúp được gì cho anh em và các bạn thì mình sẽ giúp, để anh em và các bạn ta hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy đơn giản. Nếu như anh em nào mà ta có đam mê và nhiệt huyết về cái nghề sửa chữa xe máy này, những các cái cách bọc vỏ yên này đơn giản như này thì anh em nào ta cũng có thể là làm được. Nhưng cái quan trọng là làm thế nào để cho khi anh em của bạn ta bọc xong cái vỏ yên mới cho xe, cho khách thì ta nhìn cái vỏ yên nó đều, căng, nó đẹp thì mới là cái kỹ thuật nó quan trọng. Đấy. Cho nên là những các cái video chia sẻ cách đơn giản như thế này, mình hy vọng là có thể là giúp cho anh em và những người bạn của mình hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy của mình. Đây, như vậy là mình đã bọc xong một cái vỏ yên cho xe jam, nhìn nó rất chi là căng, rất chi là đẹp luôn. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và các bạn cách bọc vỏ yên xe máy nói chung và cái cách bọc vỏ yên của xe jam hôm nay mình làm video nói riêng. Thì anh em và bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì ấn like đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trong kênh. Xin chúc cho anh em và những người bạn luôn thành công.